cha Francisco cử hành thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh vị Đại giáo hoàng Ba Lan. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh giáo hoàng Gian Phaolô đệ nhị 18 tháng 5 năm 1920, 18 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện bên trong đền thờ Thánh Phêrô, nơi đặt lăng mộ của Đức giáo hoàng Wojtyla. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Comacci, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Konrad Brazuski, người Ba Lan, là quan phát trần của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Piero Marini, nguyên là trưởng ban nghi lễ phủ Giáo Hoàng trong 18 năm dưới triều đại Đức Gian Phaolô đệ nhị, và Đức Tổng giám mục Chen Romeo Pavlovski, người Ba Lan, hiện đang đứng đầu bộ phận thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh liên quan đến các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh. Đây là thánh lễ buổi sáng cuối cùng được phát hình trực tiếp kể từ ngày 9 tháng 3 sau khi các cử hành phụng vụ có công chúng tham dự bị đình chỉ do đại dịch COVID-19. Với việc tái tục các thánh lễ có công chúng tại Ý và ở các quốc gia khác, việc phát sóng trực tiếp thánh lễ lúc 7 giờ sáng từ nhà nguyện Santa Marta sẽ chấm dứt từ ngày mai 19 tháng 5. Đức Thánh Cha hy vọng rằng dân Chúa có thể trở lại sự quen thuộc với các cộng đồng địa phương trong các bí tích, trong khi cẩn thận tuân giữ các yêu cầu kiểm dịch được thiết lập nhằm bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người. Đền thờ Thánh Phêrô đã được khử trùng vào hôm thứ Sáu tuần qua. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. O Dio ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, hàng hữu, đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã kêu gọi Thánh Gioan Phaolô đệ nhị trong cương vị giáo hoàng để hướng dẫn toàn thể giáo hội. Xin Chúa ban cho chúng con được mạnh mẽ noi theo giáo huấn của Ngài, vững dạ mở rộng tâm hồn ra cho ân sủng của Chúa Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Chức sách tông đồ công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Troa và đi thẳng đến Samotra và hôm sau đến Neapoli, rồi từ đó đi Philippi là thành thứ nhất vùng Macedonia
và là sứ thuộc địa. Chúng tôi lưu lại thành này một ít ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng tôi đi ra ngoài cửa thành đến bờ sông, chỗ người ta thường họp nhau đọc kinh. Chúng tôi ngồi xuống giảng cho những phụ nữ đang tề tựu ở đó. Bấy giờ có một bà tên là Lydia, buôn vải gấm, quê ở Thyatira, có lòng thờ Chúa, cũng ngồi nghe. Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe các điều Phao-lô giảng dạy. Sau khi chịu phép rửa tội làm một với gia đình, bà nài xin rằng, nếu các ngài xét thấy tôi đã nên tín đồ của Chúa, thì xin đến ngụ tại nhà tôi. Bà nài ép chúng tôi. Đó là lời Chúa. Il Signore ama il suo popolo. Đáp ca: Chúa yêu thương dân người. Cantate al Signore un canto nuovo. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới. Hãy vang lên lời khen ngợi trong công hội các tín đồ. Israel hãy mừng vui vì đấng tạo tác bản thân. Con cái Sion hãy hân hoan vì vua của họ. Chúa yêu thương dân người. Lodino il suo nome con danze. Họ hãy hòa nhạc để ngợi khen người, hãy hát mừng người với cây đàn cầm, với trống con, bởi vì Chúa yêu thương dân người và ban cho kẻ khiêm nhường chiến thắng vẻ vang. Chúa yêu thương dân người. Esultino i fedeli nella gloria. Các tín đồ hãy mừng rỡ trong vinh quang, hãy hoan hỉ trong những nơi khu phố. Miệng họ hãy reo lên lời hoan hô Thiên Chúa. Đó là vinh quang cho mọi tín đồ của Chúa. Chúa yêu thương dân người. Alleluia, 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 alleluia. Lo spirito. Alleluia. Alleluia, Chúa phán, Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con, và lòng các con sẽ vui mừng. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi đấng phù trợ đến, đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra, người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.
Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết cha, cũng không biết thầy. Nhưng thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là thầy đã bảo các con. Đó là lời Chúa. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Il Signore ama il suo popolo. Abbiamo cantato, era il ritornello del canto internazionale. È anche una verità che il popolo di Israele ripeté. Gli piaceva ripetere: Il Signore ama il suo popolo. E nei momenti brutti. Chúa yêu mến dân người, nên đã xuống thế đến thăm dân người. Và 100 năm trước, Ngài đã kêu gọi một người nam vĩ đại lãnh đạo giáo hội Chúa. Ba tính cách đặc trưng cho Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị là cầu nguyện, gần gũi với mọi người và tình yêu dành cho công lý. Thánh Gian Phaolô Đệ Nhị là một người của Thiên Chúa vì Ngài đã cầu nguyện rất nhiều. Ngài dành nhiều thời gian dài để cầu nguyện. Ngài biết rằng nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là cầu nguyện. Tính cách thứ hai nổi bật nơi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là sự gần gũi với mọi người. Và vì thế, Ngài đi khắp thế giới để tìm kiếm các con chiên đưa về đàn chiên Chúa. Sự gần gũi là một trong những đặc điểm của Thiên Chúa. Thiên Chúa gần gũi với mọi người. Sự gần gũi với mọi người trở nên mạnh mẽ khi ta gắn bó với Chúa Giê-xu và ở lại trong người. Một mục tử phải gần gũi với mọi người. Nếu không, người mục tử ấy chỉ là một quản trị viên. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho chúng ta một tấm gương về sự gần gũi này. Với người lớn và trẻ em, với người lân cận và những người ở xa. Thánh Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị cũng là một người yêu chuộng công lý. Ngài đòi hỏi công bằng xã hội, công lý cho các dân tộc, lên án chiến tranh. Nhưng hơn thế nữa, Ngài mong muốn một nền công lý trọn vẹn. Và vì lý do này, Ngài nhấn mạnh về lòng thương xót. Bởi vì không có công lý nếu không có lòng thương xót. Đó là hai điều đi cùng nhau. Ngài đã làm rất nhiều để mọi người hiểu được lòng thương xót Chúa, đặc biệt là qua lòng sùng kính đối với Thánh Faustina. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng biết chuyên chăm cầu nguyện gần gũi với mọi người và theo đuổi công lý với lòng thương xót. Xin dâng lời Chúa, Chúa con,
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.